Quý khán giả vẫn đang theo dõi chương trình phát hình của đài IBC TV. Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý vị và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi mục câu chuyện hàng tuần với nhà báo Ngô Nhân Dụng. Xin kính chào Ngô Nhân Dụng. Dạ, xin kính chào khán giả đài IBC TV. Thưa quý khán giả và Ngô Nhân Dụng, tuần lễ vừa qua cái tin liên quan đến tài chính của nước Mỹ làm nhiều người chú ý lắm. Đó là cái ngân hàng, cái vùng Silicon Valley, viết tắt là ngân hàng SVB đã bị sụp đổ. Hôm nay là cái đề tài mà chúng tôi sẽ muốn thỉnh ý ông Ngô Nhân Dụng. Thưa ông, một cách tổng quát, cái câu đầu tiên là tại sao một ngân hàng đang hoạt động bình thường thì bị sụp đổ? Dạ, cái hiện tượng mà nó gây ra sự sụp đổ của các ngân hàng giản dị nhất là những người gửi tiền trong ngân hàng đó đến rút ra. Vâng. Mà khi một cái ngân hàng họ nhận tiền gửi vào đó thì họ đâu có giữ tất cả cái đó ở trong ngân hàng để mà ai đến rút thì họ trả. Thành ra là lúc đó, đó mà nhiều người đến rút tiền đó, thì là ngân hàng không có tiền để trả thì nó phải đóng cửa. Thì cái hiện tượng này trong tiếng Anh nó gọi là bank run. Run là chạy, chạy tới nhà băng. Thì cái hiện tượng đó, đó là đã xảy ra trong cái thời khủng hoảng kinh tế, khi mà người ta chạy đến rút tiền ở khỏi ngân hàng trước ngày 30 tháng 4 năm 75 chẳng hạn. Thì quý vị thấy ở Sài Gòn có cái cảnh đó, bao nhiêu người chạy đến ngân hàng rút tiền bởi vì không biết là mình sẽ chạy đi đâu và cái ngân hàng đó nó còn không. Thì riêng một cái chuyện đó là đủ cho tất cả cái hệ thống ngân hàng sụp đổ. Thưa ông, như vậy tức là phải có một biến cố nào đó nó ảnh hưởng cái tâm lý của cái người gửi tiền phải không? Dạ. Chứ còn nếu bình thường ra họ đâu có lý do để họ đến họ rút tiền ra đâu. Dạ vâng. Thì cái câu chuyện xảy ra ở ngân hàng Silicon Valley Bank, SVB, là cái ngày thứ tư tuần trước có một số người họ rút tiền ra khỏi ngân hàng. Và khi mà họ rút tiền ra như vậy á, trong một ngày họ bảo nhau là rút. Và khi mà họ rút đó, thì cái ngày thứ năm đó, cái số tiền họ rút ra đó là 42 tỷ Mỹ Kim. Mà tất cả cái tài sản của ngân hàng đó là khoảng 200 tỷ Mỹ Kim. Và khi họ rút ra 42 tỷ Mỹ Kim thì là trong tiền, trong ngân hàng không đủ tiền để trả cái số tiền đó. Xin lỗi cho tôi hỏi ngay, ngân hàng có 200 tỷ Mỹ Kim mà họ rút có 42 tỷ thôi, thì tại sao lại không đủ tiền trả? Vậy thì chúng ta phải hiểu cái ngân hàng đó là cái gì. Vâng. Và bây giờ thí dụ mình có một cái ngân hàng mới lập, tôi với ông Thái mỗi người gửi vô đó 50 triệu Mỹ Kim chẳng hạn. À, cái ngân hàng ấy lúc người ta lập thì người ta cũng góp vốn, thí dụ họ góp vốn độ 10 triệu Mỹ Kim, nhưng mà mình tin cẩn là họ, mình góp 50 triệu Mỹ Kim mỗi người. À, thì cái ngân hàng là tự nhiên nó có cái tài sản là 100 triệu cộng với 10 triệu là 110 triệu. À, thế thì nếu bây giờ đó tôi với ông Thái làm ăn với nhau, tôi trả tiền ông, tôi ký cái check của ngân hàng. À, ông lãnh được cái tiền đó, ông lại ký vô cho cái ngân hàng đó. Tóm lại là mình cứ việc mua bán với nhau mà cái số tiền trong ngân hàng nó không thay đổi. Vâng. Nó vẫn giữ 100 tỷ đó. Nếu bây giờ có một người thứ ba đến nói rằng tôi muốn vay 50 triệu chẳng hạn. À, ngân hàng nó bảo tôi cho ông vay với điều kiện là ông phải ký thác trong ngân hàng. Ông này đồng ý liền. Thế là ông ấy vay 50 triệu, ông lại gửi vô ngân hàng. Thế là cái tiền mà ký thác cho ngân hàng nó thành 150 triệu, chứ không phải là 100 triệu. Nó rắc rối đấy. Tức là một người vô vay ngân hàng 50 triệu, ngân hàng nó bảo ông vay rồi đó thì ông phải để gửi ngân hàng chúng tôi. Nhưng mà thì vay để làm gì ạ? Ông ấy vay để ông ấy ký check, ông ấy đi ông ấy mua cái thứ khác. Nhưng mà với cái tiền vẫn nằm trong ngân hàng. Ông ấy vay ngân hàng, ông ấy làm ăn mở tiệm phở, ông thuê nhân công, ông ấy mua thịt, ông ký check của ngân hàng hết. Nhưng mà
cái tiền của ông ấy vẫn gửi trong ngân hàng. Vâng, dạ. Thành nó hụt cái... đi, nó hụt đi. Chứ số tiền 50 triệu nó cứ hụt dần dần đi bởi vì ông xài ra bên ngoài mà. Nhưng mà rất có thể những cái người mà nhận check của ông ấy cũng gửi tiền trong ngân hàng đó. Cũng là khách hàng của ngân hàng này. À, thì vâng. Cuối cùng đó là cái tài sản ngân hàng nó cứ tăng lên. Mà cái tăng lên đó nó chỉ được bị giới hạn là ở cái ngân hàng trung ương họ có cái luật lệ thế thôi. Thế thì cái ngân hàng đó, nó nhận của hai người này 100 triệu. À 100 triệu á. Nó cho cái ông thứ ba vay, ông lại gửi vô, thành ra tài sản nó lên 150 triệu. Nhưng mà tất nhiên là ngân hàng nó không bao giờ nó giữ cái tiền để không cả dại quá. Nó chưa có người đi đến vay đấy thì nó phải đi tìm cách nó đầu tư. Và cái thứ đầu tư gọi là an ổn nhất thế giới là mua công trái của chính phủ Mỹ. Tức là công khố phiếu đúng không? Dạ, công khố phiếu, nó gọi là treasuries. Dạ. Thì thường nó là những cái công khố phiếu đó họ mua với cái đáo hạn là 10 năm, có khi đến 30 năm. Tức là mua cái công trái của chính phủ cho chính phủ vay nợ. Chính phủ phát cho mình tờ giấy, 10 năm sau mình sẽ lấy về. Nó có tiền lời. Trong khi chờ đợi đó, luôn luôn chính phủ trả tiền lời hàng năm. À, thì cái ngân hàng nào cũng vậy, họ đi mua công khố phiếu của chính phủ để đầu tư. Thế thì cái biến cố khiến cho cái ngân hàng này nó yếu đi đó, thứ nhất là bởi vì trong vòng độ hơn năm nay cái số tiền gửi vô ngân hàng nó không có nhiều nữa. Lý do là cái ngân hàng này nó chuyên phục vụ cho một số khách hàng đặc biệt. Khách hàng đó gồm có hai loại. Một là những người đầu tư mạo hiểm, tiếng Anh nó gọi là venture capitalist. Venture capitalist, đầu tư mà phiêu lưu. Thì những cái người đó, đó họ có hàng tỷ, nhiều tỷ Mỹ Kim. Họ làm thành những cái quỹ, ngó ở đâu có một công ty nào mới ra đời có hy vọng thì họ bỏ mấy trăm triệu vô. Những cái công ty mới ra đời đó người ta gọi là start up, tức là công ty mới. Thế thì cái ngân hàng SVB này đó, đặc biệt là nó có rất nhiều thân chủ thuộc cả hai loại đó. Loại thứ nhất là venture capitalist, tiếng Anh nó đọc là VC, giống như là Việt Cộng. À, thứ hai là những công ty startup. Thì những cái ông venture capitalist ấy, gửi tiền vô ngân hàng để mà ký cho các ông startup. Các ông startup vay tiền của ngân hàng thì cũng phải gửi tiền cho ngân hàng. Thành ra chính họ đóng góp để cho cái số tiền ký thác trong ngân hàng nó càng ngày càng tăng lên. Thì cái ngân hàng nó có nhiều tiền quá, nó phải đi mua công khố phiếu. Dạ. Thì gần đây nó có cái biến cố. Một là các công ty kỹ thuật nó đang xuống, nó sa thải người. Những cái công ty startup phần lớn là nằm ở trong lĩnh vực kỹ thuật cao, bây giờ không có xuất hiện nữa. Và các venture capitalist, các VC đó cũng không có cái chỗ để cho vay, để góp tiền. Thành ra cái số tiền ký thác vô ngân hàng nó giảm hẳn đi. Thì đến cái lúc mà cần tiền, ngân hàng đó bèn bán cái công khố phiếu của chính phủ để thu tiền về. Họ bán ngày thứ tư 18 tỷ Mỹ Kim công khố phiếu. Nhưng mà cái chuyện thứ hai xảy ra là lãi suất tăng. Từ năm ngoái đến giờ lãi suất tăng. Thế thì cái công khố phiếu đó, khi người ta mua đó là người ta được trả tiền lãi. Nhưng mà trước đây độ 5-10 năm đó, thì cái tiền lãi nó rất là thấp, có khi độ 0.5%, 1% thôi. Bây giờ các ông bán những cái công khố phiếu đó trong khi lãi suất ở ngoài nó độ 4-5%, không ai mua cả. Muốn bán thì ông phải làm gì? Ông phải hạ giá.
là lỗ. Cái công khối phiếu của ông trị giá 1.000, bây giờ tôi bán cho ông 900, tức là lỗ. Tự nhiên bị lỗ. Thế là khi bán 20 tỷ Mỹ Kim công khối phiếu, họ lỗ gần 2 tỷ. Sau khi họ tuyên bố như vậy rồi đó, thì họ phải thú nhận là tôi lỗ, cho nên tôi phải đi kiếm tiền thêm. Và họ bèn bán cổ phần, tuyên bố là tôi sẽ bán 2 tỷ cổ phần. Cổ phần của ngân hàng đó. Của ngân hàng. Quý vị có thể đến mua cổ phần của chúng tôi, góp tiền vô. Tức là nó cũng bằng cái số tiền lỗ của cái công khố phiếu. Lúc đó thì tất cả mọi người lắc đầu. Cho tôi hỏi nghe một câu này, tức là cái việc mà bán công khố phiếu là phải công khai? Công khai hết, tất cả những chuyện nó không giấu ai được hết. Và khi họ muốn mua cổ phần thì họ công bố ra. Thì họ công bố ra một cái đó, thì người ta thấy ngay là ngân hàng này đang kẹt tiền lớn. Họ bảo nhau, mình rút ra đi không có lỡ nó hết tiền. Là ngày thứ tư họ tuyên bố bán cổ phần, ngày thứ năm người ta bắt đầu rút tiền ra 42 tỷ, và ngày thứ sáu ngân hàng sập. Thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ trở lại ngay với cái đề tài lý thú này liên quan đến ngân hàng SVB ở vùng miền Bắc California vừa mới bị tuyên bố là sập hôm thứ sáu vừa qua. Mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại.